không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Anh thiệt là lợi hại, thằng nhỏ chạy mất tiêu luôn. Đâu cần nói, đây là bá khí. Dĩ nhiên, nếu không làm sao lăn lộn giang hồ. Chuyện gì đây, bây giờ vẫn chưa tới, muốn chơi cái gì? Anh à, tới rồi. Ê, mày sao thật à, xin mời từ từ dùng. Được. Chánh Nghĩa, hoàn cảnh thế nào? Báo cáo madam, hoàn cảnh không tệ. Nước đủ nóng, trà đủ thơm, điểm tâm cũng khá, giá lại rẻ. Coi bộ lần sau chúng ta có thể tới ăn. Tôi không hỏi chuyện này. Tôi hỏi đám người anh miệng bự đang làm gì. Cái dĩa xào bò khô, coi bộ là không tệ, mới là đang sạch. Đừng có chỉ lo con người ta ăn đồ. Ban Việt Nam sắp tới, lành lẹ một chút. Yes madam. À phải, người có tới trồng án đó chưa? Nghe bà Sẩm bán báo nói là đường hầm bị kẹt xe, họ chưa có tới mau như vậy. Hả? Vậy phải làm sao? Tổ trồng án chưa tới, còn hai đứa mình lỡ có chuyện gì thì phải xử thế nào? Yên tâm, có tội danh nội ứng ngoại hợp, không có gì. Tuy là vậy, bọn quên rồi hả? Ngẫu tượng của anh Lý Tiểu Long ở trên võ môn, một người đánh vào đạo trường Hồng Khẩu, một mình đánh mấy chục người, đánh cho bọn như bổ ngã lăn ra. Ngẫu tượng của anh làm được, sao anh lại không được anh Nghĩa? Vậy thì phải. Hí, chuyện gì? Có người thần bí xuất hiện. Tình Nghĩa đáng ngàn vàng. Hết gì? Vừa bị hết pin. Hai, cái tên này ăn mặc quỷ quái, bộ đóng phim à. Hai chị song xanh thì xin lỗi, tôi đi xe điện ngầm, xe bị trễ cho nên tới chậm một chút. Chị cũng biết bây giờ đường hầm có đổ các tuyến đỏ xanh vàng trắng, tuy là phiền phức, dễ bị sai. Phải đi sếp Dương, hôm nay sếp hẹn chúng tôi tới đây có chuyện gì đặc biệt. Là như vậy, tôi định nhờ hai chị nói qua về cái dự kiện mất đồ ly kỳ ở trong nhà của hai chị. Nè, vấn đề là ở chỗ này, ổ khóa trong nhà của hai chị thuộc loại khoa kỹ cao vững vàng nhất, hơn nữa vừa đổi ổ khóa mới. Cái tên ăn trộm làm sao mà vô nhà để ăn cắp được đi. Sếp Dư à, sếp không như đám người của công ty bảo hiểm nghi ngờ chị em chúng tôi làm chứ? Đương nhiên là không phải. Ý của tôi là sau khi tôi điều tra từ trong ra tới ngoài, cái dữ kiện bị mất đồ ly kỳ ở trong nhà hai chị rốt cuộc đã bị tôi phá giải được. Thật ra then chốt ở trong đó thì chính là... Ờ nè ông Dư à, có then chốt gì? Không cần nói với chúng tôi, chúng tôi chỉ là muốn biết tên ăn trộm là ai thôi. Thật ra cái tên ăn trộm thì chính là... nó. Hả? Hả? Anh là tên ăn trộm? Đừng nói bậy, tôi không ăn cắp đồ. Không có. Tôi có điều tra, trong hơn nửa năm nay, những vụ trộm cắp tương tự, kể cả vụ của hai chị, tổng cộng là có hết mười mấy vụ. Và tất cả những khổ chủ đều là khách quen của trà lầu này. Kinh nghiệm nói cho tôi biết, nếu chỉ là một hai vụ thì coi như là tình cờ, nhưng mà liên tục mười mấy vụ thì là có nguyên nhân. Kết quả tôi điều tra ra được là anh bạn này có liên hệ với tập đoàn trộm cắp. Sở dĩ anh làm hầu bạn ở trà lầu này là có thể tìm kiếm đối tượng thích hợp, rồi thì ăn cắp cái chìa khóa để in ra cái khuôn chìa vào nhà trộm cắp. Không biết là anh còn giải thích gì nữa anh bạn. Cảnh sát đừng chạy. 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 Chánh Nghĩa,
bên đó xảy ra chuyện gì? Nghĩ là xong cùng, chờ mượn chờ chút hả? Các anh xông ra ẩu như vậy, sơ ý bị trúng em bé sẽ không hay, phải đàng hoàng trước. Anh miệng bự này lâu nay ngang như cua. Tôi ngang như cua? Lo là một lát anh sẽ bị khiều ra ngoài. Lý Tiểu Long muốn hù ai đây? Lý Tiểu Long đã chết cả thế kỷ rồi, anh không cảm thấy quá lạc hậu hay sao? Trong thâm tâm của tôi, đấng tôn sư Lý Tiểu Long tiên sinh vĩnh viễn không lạc hậu. Anh không chịu đi, tôi sẽ đánh cho anh đi. Đủ tôi nói. Tiểu Long hỏi được. Đại Long dậy đuôi. Kêu cô theo sát anh miệng bự, mai người còn lên báo, trở thành bìa mặt của tạp chí. Tôi cũng đâu có muốn. Nếu không phải là cái thằng áo mưa này đột nhiên chạy ra phá đám, đâu có lâm cảnh này. Nói đi, bây giờ bị người ta chụp hình như vậy, biểu tôi làm sao giải thích với cấp trên. Tôi cũng không muốn. Nữ cảnh đó rút súng trước, cho nên tôi phải rút súng. Nếu không phải cô đứng cản, tôi đã bắt được tên cướp rồi. Bắt người bắt người. Bây giờ cả đám anh miệng bự bị bắt về rồi, không chứng không cớ, tố cáo tôi gì? Uống trà nói tục à? Còn nữa, tôi đã căn dặn phải chờ đồng liêu của tổ trọng án tới mới có thể hành động. Bây giờ không những không tố cáo họ, mà trái lại còn bị họ kháng cáo nữa, nói là cảnh sát đã lạm dụng võ lực, bắt bồi thường tiền thuốc men. Các người hãy nghĩ coi, bây giờ đã mắc bụng chưa? Ai biểu họ sỉ nhục tới Lý Tiểu Long? Lý Tiểu Long phát lương cho anh hay là chính phủ đặc khu phát lương hả? Anh Chánh Nghĩa, làm ơn đừng có ra tay mạnh như vậy nữa. Tôi đã hết tiền đền thuốc men cho anh rồi. Đền tiền thuốc men? Hai chị em đó bị quản hốt nhập viện, cũng may là không sao. Nếu không thì anh phải nuôi họ suốt kiếp. Tóm lại, kể từ giờ phút này, anh chị đừng có theo dữ kiện của anh miệng bự. Tại sao? Cái tên đó lâu nay là do tôi theo. Thì phải, sếp là sếp tin tôi. Tôi chắc chắn bắt được tên trộm này. Chị không cần nói, tôi không muốn thấy lần sau chị lên tạp chí nữa. Nhưng mà đây là mệnh lệnh, hiểu chưa? Yes sir. Alo, án hùng xét. Án hùng xét, giết người trong phòng kiến à? Ok, khiêng đi. Ây da, wow, cẩn thận một chút anh bạn, là xác chết đó. Tiệt, đúng là bậy bạ. Beer, nguyên nhân chết là gì? Thì tội nghiệp. Căn cứ kết quả sơ bộ, kẻ chết bị vật cứng đập ở đằng sau óc mà chết. Chết khoảng từ 10 tới 12 tiếng. Còn có chỗ đặc biệt khác không thì phải khám lại tường tận mới biết được. Đỡ, tôi phải quá gian xe, đi trước hả? Xem gì, bye bye. Bye bye. Thiệt đúng là người Tây, lúc nào cũng thích đi chung xe với lại xác chết. Bên giám chứng có phát hiện gì? Trên mặt của kẻ chết có vết tích bị quào, vết thương còn có dính những thứ như là dầu sơn móng tay. Nhưng mà tạm thời vẫn chưa có kiếm ra được hung thủ. Nếu như đoán không sai thì hung khí phải lớn cỡ này và cao cỡ này. Là tượng đồng, tượng thạch cao hay là tượng gỗ chẳng hạn? Sao anh biết? Là chứng cứ nói cho tôi biết. Nè, ở trên cái tủ này, khu vực nào cũng đầy bụi bặm, chỉ có cái khoảng chỗ này á là được sạch sẽ, chứng minh là cái chỗ này đã từng có một vật để trên đó, và trước đây không lâu đã bị người ta lấy đi. Đường chó cũng chưa ăn, chó cũng chạy mất. Dữ quá, dữ quá. Ây da, dữ quá. Wow. Sức một chút dầu để mà định kinh trước, để được yên bụng thì phải cẩn thận một chút. Ây sếp là, con chó còn dữ lắm, phải coi chừng. Bị đuôi hay sao?
Nhìn một mắt thì đã thấy hết, đâu có chó con. Không phải đâu sếp, là ông coi là đồ ăn chó. Con chó của nạn nhân có lương chó ngon như vậy mà không ăn đã bỏ chạy, coi bộ nhất định là có nguyên nhân. Không chừng chúng ta kiếm ra chó con. Anh không định nói với tôi con chó là hung thủ, tôi sợ tội bỏ trốn. Trên đời này có nhiều chuyện kỳ lạ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh hãy kiếm cho đã, tốt nhất là càng xa chừng nào hay chừng nấy, đừng có ở lại đây phá đám nữa. Ok. Có hỏi qua láng giềng hàng xóm có nhân vật nào khả nghi ra dạo hay không? Đã có hỏi qua nhà bên cạnh, dạo này thường thấy bạn gái của nạn nhân đến thăm nạn nhân, nhưng mà quan hệ của họ không được khá, lần nào cũng gây gỗ. Vậy thì khỏi cần hỏi, hung thủ rất có thể là bạn gái của kẻ chết. Điều tra coi người này là ai, giờ vậy thì cảnh sát để hỏi chuyện. Yes sir. Này chị Hoa, ở dưới tủ như là có cái gì, làm ơn lấy ra coi. Anh tưởng anh là sếp rộng, anh không biết lấy à? May là tôi đã có chuẩn bị sẵn. May là không sao. Một cái son môi, anh lại nghĩ ra được gì? Suốt mất lông gà là hiệu chứ dành đó. Để tôi về coi có giống chiếc tạp của đi này hay không. Còn ngồi đó làm gì? Anh bị gì? Lần nào cũng vậy hết, trời mất mặt quá. Đứng dậy. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, không ai biết trước. Còn hát cái gì đi, đứng dậy lại lên. Cứ ngồi ở trong tiệm cảnh sát, ngay ở hiện trường không án cũng vậy, có tin tôi khai trừ không nè? Sếp không có sao chứ? Không sao, không sao. Anh khẳng định kẻ chết bị người ta dùng vật cứng đập đằng sau óc mà chết hả? Nè Pierre, làm ơn đừng nói tiếng Tây, nói tiếng mình đi. Excuse me, xin lỗi. Căn cứ kết quả sơ bộ, não bộ kẻ chết bị vật cứng đập mạnh khiến cho xuất máu quá nhiều, bị thương nặng vậy sao lại không chết? Hung thủ có sức rất là mạnh. Cảm ứng thông linh không cho anh biết ai là hung thủ à? Đừng đơn giản thì đỡ. Không hiểu tại sao khi không có cảm ứng linh thông này. Save you. This moment I hear. Cái miệng bà sĩ bà tú, tôi không biết anh đang nói cái gì. Vậy thì phải, trên đời có nhiều chuyện thật là quỷ quái, cả khoa học cũng không thể giải thích. Có lẽ lần trước anh bị sấm đánh khiến cho não bộ có khả năng tiếp thu làn sóng điện ở ngoài giới gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, cho nên anh có thể tiếp thu những tin tức tử vong mà người thường không được. Thì ra nước ngoài cũng có nhiều án lệ này. Tôi quả thật là không hiểu, nếu như kẻ chết truyền tin tức tử vong cho tôi, tại sao không nói thẳng cho tôi biết hung thủ là người nào, mà tin tức cứ bị tàn khuyết và bị đứt quãng, bắt tôi phải suy nghĩ. Vậy thì càng hay, để anh có thể phát huy đầu óc suy nghĩ. Nói thiệt nè, hung án thường xảy ra đột xuất, kẻ chết có thể phát ra tin tức tử vong thì đã rất may. Không lẽ còn viết kịch bản với lại phân đoạn à? Tôi không phải làm phách. Từ nhỏ tới lớn, tiểu thuyết trinh thám, sách suy lý tôi có đọc qua hết. Cho dù không có mấy đoạn phim tử vong này, với đầu óc của tôi tuyệt đối là có thể trở thành một thần thám. Chỉ là bây giờ đã là một thần thám thần quái, không biết nên cười hay nên khóc. Lấy gì đây? Quan trọng là được vui. Chàng Ly. Cái đám chó mèo bây giờ quả thiệt là hạnh phúc, có nhiều trò quỷ quái kỳ lạ. Xin lỗi, vị này là sếp gì? Có thể kêu tôi là sếp Dư, cũng có thể kêu tôi là sếp Lãng. Lúc nãy chị nói là Hà Anh Minh là khách quen của cửa tiệm này. Phải, con Chi Chi của ảnh cũng đã mua ở tiệm của tôi. Con chó của ảnh kêu là Chi Chi. Như vậy cảm tình của bọn họ thì là thân lắm. Ông Hà rất là thương Chi Chi. Ông đã cây nói giống như là con ruột của ổng. Mua đồ ăn chó cũng phải mua cái thứ đắt tiền nhất. Chi Chi của ổng ăn rất nhiều, mỗi lần đều ăn sạch rất mau. Con chó của ảnh dữ lắm sao? Chứ coi như vậy giữ cách mấy cũng không có ra gì. Nhưng mà tôi nhớ có một lần ông Hà dẫn Chi Chi tới chọn đồ chơi. Thì là cái kiểu ông đang chơi đó. Nhằm lúc có người khách dẫn một con chó lớn tới, con tưởng là con chó con sợ chó lớn. Ai dè Chi Chi nhìn thấy con chó lớn sủa, ông Hà cũng xông ra sủa chó lớn, khiến cho con chó lớn hết hồn bỏ chạy thì tức cười. Thì không ngờ một con chó mà cũng trung thành. Phải, nếu không sao lại nói chó là người bạn trung thành nhất của người. Sếp Dư, sếp muốn kiếm một con. Tôi chết, đã quên là có cuộc hẹn rất quan trọng. Có biết lên gần chỗ nào bán bông hay không? Đằng trước quẹo trái. Cảm ơn nhiều.
tặng cho em. Wow, bó bông thiệt đẹp quá. Mắc tiền lắm hả? Chỉ cần em thích, mắc một chút không sao. Em thiệt tốt như vậy? Ở trong lòng của anh, không có chỗ nào có thể hình dung được cái tốt của em. Anh chỉ là khéo ăn nói. Không biết tại sao anh nhìn thấy em thì ở trong lòng có muôn ngàn lời lẽ muốn nói với em. Anh muốn nói tới thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn. Anh gạt người. Lời nói của anh tất cả đều là thật lòng. Nếu như em không tin thì có thể dùng đôi bàn tay của em để rời vào trong trái tim của anh. Nó đang đập phình phịch, phình phịch, phình phịch. Sao không Thi, đã ghi lại hết chưa? À, xin lỗi cô Dư, hai câu cuối cùng hay là hai vị thử lại một lần coi. Bộ tử trong nhà có DVD hay sao? Muốn coi lại là có thể coi lại. Mấy cái màn cảm tình này quả thật là khó lắm. Tốt nhất một lần là xong, làm thêm lần nữa thì là làm gián. Ông Thi, thật ra quen biết với bạn gái quan trọng là có đủ thành ý. Chỉ cần là ông tỏ ra đủ thành ý, vậy là được, nhất định sẽ đã động tới được đối phương. Không sai, anh đã tới đây nhờ chúng tôi thì phải có lòng tin với lại chúng tôi chứ. Tôi biết, nhưng mỗi lần coi mắt thì cũng bị thất bại. Tôi lo ngày mai lại. Tối mai anh mới đi coi mắt. Bây giờ đã bị sợ rồi, anh đâu có thể nào mất lòng tin tới như vậy. Phải đó ông Thi, ông nhất định phải tự tin một chút. Chỉ cần là ông cứ làm theo cách vừa rồi chúng tôi dạy cho ông, nhất định sẽ cua được bạn gái. Mong được như vậy. Nhưng mà tôi thiệt hâm mộ anh có một người bạn gái tốt như là cô Dư. Tôi nói cô là bạn gái của tôi hồi nào? Tôi có nói nó là bạn trai của tôi hồi nào? Nó là em trai của tôi. Mỗi lần ra phố với chị, người ta đều tưởng em là bạn trai của chị. Em thì phải đi mượn cái nón đem ốp lại gương mặt của mình. Nè, vậy là cho em được lời. Nói trở lại, vừa rồi sắc mặt của em thiệt là quá khoe khoang. Cũng mà lòng Thi quá thật thà, nhìn không ra. Dù sao em là cảnh sát đặc khu, một đấng thần thám, bây giờ cứ phải giúp chị đi làm mai làm mối, để cho cái đám đồng liêu biết được, đâu còn mặt mũi gì nữa. Ôi, ai kêu em là em của chị? Hai chị em chúng ta có đời này không có kiếp sau. Nói tóm lại, kiếp này chị sẽ tận tình để lợi dụng em. Cảm ơn. Tình à, cậu coi mấy đứa này ai bảnh trai hơn. Nè, qua đây coi. Qua đây. Nè, chị Sa, cái tóp này như là không tệ. Nếu không tốt đâu có giới thiệu cho cháu. Đám đàn ông thiệt tệ quá. Mập cái kiểu này đi kiếm sức đất hả? Còn tên này thì ổn nhồm, lấy đi phơi thì vừa. Wow, thằng này thì càng chết, giống y như Lương Triều Dĩ. Nè, giống Triều Dĩ không tốt à? Phải không? Tiếc là thiệt giống quá cỡ, khẳng định đã xử sắc đẹp. Thứ dân này giả dối, đâu có thể nào giới thiệu cho chị hai chứ gì sao? Ai nói là giới thiệu cho chị hai mày? Cái này là đối tượng riêng của dì Sa. Ồ, vậy thì không sao. Ồ, thiệt tình. Cha vợ ghen tuông thì nghe nhiều thôi. Thằng em ghen tuông mới là nghe lần đầu. Thiệt kỳ cục. Mỗi lần nói giới thiệu bạn trai cho chị của mày quen biết là mày lại làm dữ. Bộ biến thái hả? Không phải là biến thái. Cháu định nói với dì là trong mắt của chị hai, trên đời này không có người xấu. Làm người như chị, nếu không coi chừng chị thì sẽ bị thiệt thôi. Hay dạ, tiếc là mày cứ coi chừng khiến cho đàn ông bỏ chạy hết. Làm cho chị mày bây giờ vẫn còn một mình, ế ẩm không ai lấy. Nè, nói tóm lại, nhìn từ khía cạnh khác, nó bận tâm tới cháu, cho nên mới vậy thôi. Cháu sẽ được thấy thoải mái hơn. Đúng, như vậy sẽ được thăng bằng một chút. Ôi, tao thì nghi ngờ mày bị sấm đánh, khiến cho mày trở thành si khờ. Bây giờ khùng khùng điên điên. Đúng, bây giờ em vẫn còn có cái cảm ứng thông linh đó hả? Thì có. Mỗi khi mà em tới hiện trường hung án, chỉ cần sờ mó chứng vật của kẻ chết hay là hung khí, thì sẽ có những màn quỷ quái kỳ lạ xuất hiện ở trong đầu óc. Khủng khiếp vậy chứ. Vậy cũng tốt, có thể giúp mày phá án. Chi tiết là mỗi lần thông linh thì cháu phải ngủ vô, rồi không biết làm sao giải thích với người ta, nên tới bây giờ đám đồng đều vẫn coi cháu là người lạ. Bỏ đi, quan trọng là em không có bị ốm đau. Mà kệ họ. Ôi, chi tiết là cảm ứng thông linh này lại không thể thông linh với giá số, nếu không thì cũng không tệ. Gì thiệt là quá tham lam. Mày á, bị trời đánh, chắc đã làm quá nhiều chuyện bậy bạ. Làm ơn bắt chước mấy ông tổng lý trên TV quyên chút hết tiền để mà tích phước. Ôi, gì tham lam còn hôi miệng. Nè, người này không phải là người mẫu hả anh Minh hay sao? Phải, thiệt là đẹp trai. Tiếc là đã chết. Em à, hình như là em đang điều tra một vụ án mạng. Cái người hát chung với ảnh là ai đi? Mày không phải nông cạn chứ?
đây là Hồ Gia Dung, nữ cường nhân của thường giới, tổng lý của đoàn thể từ thiện. Thường thấy mặt của nó ở trên mấy cuốn tuần san. Phải, chị còn nhớ là tối hôm đó, về cái chương trình từ thiện, bà đã quyên ra cả 200 mấy ngàn để hát chung với Hạ Anh Minh. Sau đó bị đồn là có tư tình, không biết có thiệt hay không. Phải, thiệt có chuyện này. Thì không có giống ai hết, thiệt là lẳng lơ. Làm như chỉ có nó mới có thù hình. Không sai. Lần trước ở trên TV, trong tiết mục từ thiện, tôi đã có hát chung một bản Kiếm Hạp Sa Duyên chung với ảnh. Nhưng mà chuyện này do Đài TV đã ăn bài trước. Nếu như sếp Dư không tin, có thể hỏi Đài TV. Tôi biết, quả nhiên là khách sạn 5 sao, điểm tâm thiệt là ngon. Anh thích ăn, ăn nhiều một chút, sẵn cũng miễn phí. Vậy à, thì là khách sáo. Nghe nói là Hạ Anh Minh lúc còn sống chơi thân với cô. Báo đạo của tạp chí Tàu Làm anh cũng tin. Tôi với Hạ Anh Minh không phải là thân lắm. Có thể nói là chỉ gặp nhau có mấy lần và uống nước một hai lần. Ồ, thì ra là như vậy. Tôi còn tưởng là có thể hỏi cô về những chuyện của Hạ Anh Minh. Sorry, giúp anh không nổi. Nếu sếp Dư không có chuyện khác để hỏi, tôi trở qua bệnh trước. Xin lỗi lãng phí thời gian của cô. Jessica, làm ơn cho chụp mấy tấm hình. Được. Cảm ơn nhiều. Dạo này không biết là chuyện gì lại ăn mặc kín đáo như vậy. Thì phải, không có hở ra mấy tấm hình này, không biết có nên đăng hay không. Thì phải. Tôi biết bạn gái của kẻ chết, tôi là Phương Thúy Chi, là cô giáo của trung tâm kiện thân. Hạ Anh Minh chết, không mắc mớ tới tôi. Chúng tôi có mấy nhân chứng mục đích. Nhìn thấy hôm xảy ra chuyện, cô đã tới hiện trường hôn án để kiếm kẻ chết và xảy ra tranh chấp với kẻ chết. Cô có giải thích gì? Vậy rồi sao? Các người không thể nhận lầm người à? Cũng có người ở ngoài phố tưởng tôi là tài tử. Chúng tôi ở hiện trường hôn án đã phát hiện một cây son môi. Và màu của cây son môi này giống hệt như là màu của cô Đăng Thoa. Coi bộ chúng tôi phải khám chỉ tay và DNA ở trên cái sông môi này sẽ kiếm ra được chủ của nó là ai. Còn nữa, ở trên mặt của kẻ chết đã kiếm ra được những vết cào, ở trong vết thương đã kiếm ra được dầu sơn móng tay. Cùng những nhãn hiệu của sông môi và màu của dầu sơn móng tay này cũng tương tự như là màu sơn móng tay của Đăng Sơn ở trên tay. Phải, mấy hôm trước tôi có tới nhà anh Minh, ảnh đòi chia tay với tôi. Rồi tôi đi bàn với ảnh. Tôi không phục, phải hỏi cho rõ ràng có phải ảnh có đàn bà khác hay không. Rồi chúng tôi gây gỗ với nhau, tôi bực tức quá đã tát ảnh một bạt tay. Cái tên đó còn làm dữ đuổi tôi đi. Lúc mà tôi ra đi, nó vẫn còn sống nhăn mà. Tóm lại, nó bị chết thì không mắc mớ tới tôi. Tôi không có giết nó. Chuyện gì xếp lờ? Ông thiệt tố cáo Phương Thúy Chi sát hại anh Minh. Không chứ hả, ông thiệt nghiêm túc. Là nghiêm túc vì chúng ta có nhân chứng vật chứng có thể chứng minh Phương Thiếu Chi trong ngày xảy ra chuyện đã từng tới hiện trường hôn án và xảy ra xung đột với kẻ chết. Và thêm vào, một ngày trước khi kẻ chết bị chết đã có đề ra chia tay với cổ. Như vậy chứng minh Phương Thiếu Chi có động cơ giết người mãnh liệt. Hung thủ không phải là nó thì còn ai? Không lẽ Thì phải, lúc nãy tôi lấy khẩu cung cổ, mắt cổ cứ liếc không ngừng, khẳng định đã làm bậy. Dữ kiện này không đơn giản như vậy. Bây giờ dữ kiện này rõ ràng là vụ án tình sát, tôi không có thấy có gì phức tạp. Này sếp, là trước tiên con chó bị mất, đó là điểm nghi ngờ. Ồ, anh thích thú tới con chó con. Hãy đi kiếm hiệp hội bảo vệ súc vật đi, tôi giúp anh không nổi. Hả? Này sếp, là nghe tôi nói đã. Tối hôm qua tôi có xem TV và có chiếu lại chương trình ca nhạc từ thiện trước đó. Tôi nhìn thấy cô Hồ Gia Dung có hộp sướng bản Kiếm Hộp Xe Duyên với lại kẻ chết. Tôi quả thiệt nghi ngờ cô Hồ Gia Dung này là có liên can tới dữ kiện. Ồ, ok, không sao. Đi kiếm chó con của anh đi. Nhất là kiếm được một quan tòa biết nghe tiếng chó sủa. Nếu không tình kiếm ra chó con cũng vô dụng, không có ai biết nó nói cái gì. Wow. Không phải đâu sếp là, ông bình tĩnh nghe tôi nói đã. Sếp là, kiếm được con chó là biết đi dữ kiện này. Madam, cô thì khẳng định anh Miệng Bự với lại băng Hồ Nam tới đây để giao dịch hả? Cứ yên tâm, tình báo của tôi rất trúng. Nhưng mà trước đó sếp Quỳnh nói là không cho chúng ta đụng vào cái dữ kiện này mà. Tôi biết, nhưng tôi hỏi anh, nếu như Lý Tiểu Long trong phim Đường Sơn Đại Huynh chỉ nghe lời ông chủ, cả công hữu bị hiếp đáp vậy mà cũng bỏ mặt, anh lại coi Lý Tiểu Long là ngẫu tượng à? Dĩ nhiên là không.
Vậy thì phải, tôi rất rõ ràng tánh của anh. Anh coi nặng nguyên tắc, không bị áp thế ảnh hưởng tới nguyên tắc của mình mà, có đúng không? Vậy thì phải. Quả nhiên là có chuyện. Chúng ta làm thế nào? Đâu cần hỏi, lần này con nó còn chạy đi đâu. Chuẩn bị bắt người. Cái tên ăn trộm này không đi làm hầu bàn mà đi ăn cắp xe. Nè, đứng lại. Cảnh sát. Cảnh sát, đừng chạy. Rút theo. Con chạy. Má đạp không gì chứ? Bị đuổi hay sao? Lại là anh. Lại là cô. Chị làm cái gì nữa? Tôi đã nói rõ ràng với chị rồi, kêu chị đừng có theo cái vụ của anh miệng bự nữa. Bộ tưởng tôi ca hát hả? May là lần này không có ký giả, nếu không chị lại lên bề mặt nữa rồi. Tôi cho chị biết, kỷ lục của chị quá xấu, nếu còn lần sau nữa thì viết sẵn đơn từ chức. Yên tâm đi sếp Quỳnh, sẽ không có lần sau. Chị hãy nhớ kỹ, tôi che chở được lần này, không được lần sau. Chị hãy tự liệu hồn ra ngoài. Yes sir. Cũng tại cái thằng quỷ quái đó, thiệt là báo hại. Đứa nào nói xấu sau lưng của mình. Lấy hết văn kiện này đi. Xin lệnh chính thức tập nã, khởi tố Phương Thứ Chi. Yes sir, yes, sir. Xếp là. Ông thì khởi tố Phương Thứ Chi. Không những vậy, hai hôm sau tôi định làm mở hội chiêu đãi ký giả, công bố quá trình phá án cấp tốc lần này. Nhưng mà như vậy? Nhưng mà cái gì làm ơn đi. Mấy ngày trước khi tôi chiêu đãi hội ký giả thì đừng bắt tôi phải gánh tội. Làm ơn. Còn nữa, lấy nhiều lương thực chó gì đây làm gì? Coi chỗ này là tiệm chó à? Dư Tư Lãng, anh làm gì đây? Nè, đừng nghịch ngợm mà. Tôi đoán là cái túi đồ ăn chó này đã có màn ảnh cảm ứng thông linh. Lần trước ở nhà kẻ chết đã có thử qua một lần. Vậy lần này anh thấy gì? Tôi không biết làm sao nói với anh. Mấy cái màn ảnh đó hình như là những cái màn dê dỗm, là chụp lén người ta. Chụp lén người ta? Nè, anh còn nhớ mấy tháng trước cái tên người mẫu Hà Anh Minh ở phòng thay đồ chụp lén mấy cô người mẫu hay không? Có chuyện này hay sao? Anh không chứ hả? Có phải người Hồng Kông không? Chuyện lớn vậy mà không biết. Kết quả đã bị phát hiện, xém chút đã bị cô người mẫu đưa ra tòa. Cô người mẫu lại? Hà Anh Minh đó, thiệt là bị biến thái. Hà tiện đến nỗi vô phòng thay đồ lén chụp người ta thay đồ, thiệt tình. Anh làm sao chụp lén cô? Thiệt là ma giáo, mỗi ngày dẫn chó con đến biểu diễn để người ta tưởng là anh thiệt có lòng yêu thú, thì ra lợi dụng con chó lén để cống kính ở trong túi con chó. May là bị tôi phát hiện, nếu không lỡ như để anh đem cái hình này lên mạng thì tôi bị mất mặt chết. Cái thứ dân Hà tiện này bị người ta giết là đáng đời. Hờ, cô ghét ảnh tới như vậy muốn anh chết. Tại sao hôm đó bại bỏ không khởi tố ảnh? Tại vì thấy tha được thì cứ tha, dù sao cũng là đồng nghiệp, không có nên làm dữ quá. Nè sư huynh à, có thể vô coi hay không? Tự nhiên, tôi vẫn chưa có tới giờ đổi ca. Kiếm rõ ràng chưa, cái túi chó không đem về thì cảnh sát. Không à, không phải là cái nền màu nâu nhạt, màu lam sao, cái màu có caro. Không có, thì không à. Được, cảm ơn nhiều. Không có lý nào, con chó có chân biết chạy thôi. Túi chó không có chân làm sao mà chạy mất đây. Thôi được, nếu như có linh tính, có quán thì bảo quán kể hết một lần cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Không lẽ đã thông linh một lần thì không thể có lần thứ hai. Nè, tôi làm sao giúp anh được đây? Không lẽ bắt tôi ăn bánh chó thì mới chịu thông linh với tôi hay sao?
cũng ngon lắm chứ. Hả? Cái gì? Cái hôm hạ anh mình bị giết ở Hồng Kông có tới 3 bãi biển treo cờ cá sa. Hồng Kông có nhiều cá sa như vậy sao? Ok ok, tôi hiểu được. Ừ. Bà cái thì bà cái cũng phải đi kiếm. Ây da, giờ đổi ca không có taxi. Còn thảm hơn đi cầu không có giấy xúc. Anh tài xế, bây giờ cảnh sát đang dùng xe của anh. Lệnh. Lệnh. Vì càng tốt, đồng điều với nhau tôi dùng xe của anh. Không phải xe của tôi. Nè, không có sợ. Cảnh sát phá án mà, chủ xe quý không ngại. Nè, anh nói với chủ xe, tôi đề nghị cấp trên ban giải thưởng công dân tốt cho hắn. Ồ, thôi chào. Chánh Nghĩa, anh miệng bự với đám đàn em đang tới, khẳng định là giao dịch với đám Việt Nam. Xe ở đâu? Đáng lẽ đậu ở đây, nhưng mà vừa rồi đồng liêu nói là có chuyện gấp cần phải trưng dụng, nên để chảnh lái đi. Chỉ vừa mới lái đi thôi. Anh để người ta trưng dụng xe của mình, là ai vậy? Thì là người lần trước làm bìa mặt ở tuần sang chung với cô đó. Cái gì? Anh cho cái tên áo mưa trưng dụng xe hàng nhỏ của ba tôi hả? Anh làm gì đây? Đồng liêu với nhau, anh là trưng dụng xe, tôi đâu có lẽ nào không cho mượn. Người ta cũng là làm gì công, đúng không? Tôi chết, tôi chết, người ta cho xe chạy, không có xe làm sao mà được. Anh biết trưng dụng xe người ta, không lẽ tôi không biết? Cảnh sát, bây giờ phải trưng dụng xe của anh. À, trưng dụng xe tốt. Lên xe. Ừ. Không được, cô lái đi rồi, tôi làm sao? Cảm ơn hợp tác, tôi sẽ đề nghị cấp trên ban giải người dân là cho anh. Còn nói, ngồi dưỡng. Nè. Mày đã mở, có cái đằng sau như là có tiếng hay không? Có lẽ đụng trúng đồ rác thôi. Coi coi xe của anh miền bự đã đi đâu rồi. Thiệt thông minh đó Chánh Nghĩa. Biết điện thoại về tổng bộ để yêu cầu tăng diện. Tôi đâu có. Tôi tưởng tuần cảnh này là của Madam gọi tới. Ngồi yên. Để hai tay ở ngoài cửa xe. Là đồng liêu. Xảy ra chuyện gì? Đứng yên, đồng liêu cái gì? Tôi nhận được có người báo cáo. Nó là hai người bị tình nghi mà cảnh sát bắt cóc. Mạo cảnh sát bắt cóc. Ba cái bãi biển treo cờ đỏ đã kiếm tới bãi thứ ba rồi. Còn chỗ con cũng phải là lừa gạt mình chứ. Mày đừng để tao kiếm tra mày. Thiệt bậy bạ, thúi quá làm sao mà ơi. Xin hỏi hai vị, là chỗ nào bị thúi đây? Ở đằng sau bãi đó, hôi mùi chuột chết, thúi quá cỡ. Cảm ơn. Chào các bạn khán giả, tin rằng các bạn đều nóng lòng chờ đợi. Bây giờ thanh tra cao cấp La Hữu Hoàng sẽ nói với các vị về quá trình phá án của dự kiện Hà Anh Minh đã bị giết. Ờ, các vị, thật ra thì dự kiện này. Cái gì? Đã kiếm cho chân hùng giết cả mình. Được rồi, tới ngay, tới ngay. Đi, đi, đi. Trước đó không lâu, không biết lần này xếp dương tới kiếm tôi là có chuyện gì? À không, về dự kiện của Hà Anh Minh có chuyện này không mấy hiểu. Muốn kiếm cô Hồ để được rõ thôi. Sếp Dư có gì không hiểu xin cứ hỏi. Nhưng mà tôi giao trước, một lát tôi cũng phải đi họp. Không làm mất thời gian nhiều của cô. Cô Hồ cũng cảm thấy nóng à. Máy lạnh của phòng này không biết có phải bị hư hay không. Hay là giống như tôi, cởi áo choàng xuống sẽ được mát mẻ hơn nhiều. Không cần, tôi đã quen. Thiệt hay quá, cho ly cà phê giải nóng thì cũng tốt. Mary. Dạ. Kiếm người check lại máy lạnh ở đây, sao nóng quá. Dạ được. Mát quá. Nè, cô cũng uống một ly. Tôi...
Anh làm gì vậy? Xin lỗi cô. Chưa. Cái ấm này rất là mát. Cô không sao chứ? Hả? Vết cà phê rất là hóa giật. Thiệt tình. Tôi không biết tại sao từ nhỏ đã như vậy. Cứ nhìn thấy người đẹp thì tay chân bị run. Tay của cô bị cái gì? Là tôi sơ ý bị thương ở nhà. Sếp Dương, hôm nay sếp kiếm tôi là muốn hỏi về chuyện gì? Tôi cần phải đi họp gấp. Chuyện là như vậy, tôi chỉ là muốn hỏi cô có coi qua tuần sang của tuần này hay không. Sorry, nội dung của mấy tuần sang tôi không hứng thú. Thì phải, thật ra mấy cuốn tuần sang này không có gì đâu. Nhưng lần này hơi đặc biệt, có đăng tải hình của cô. Vậy thì thế nào? Hình của cô đẹp là đương nhiên rồi. Thú vị nhất là nói dạo này cô ăn mặc thiệt là kín đáo. Mục đích là muốn che giấu lại cái dấu xăm tình yêu ở trên cánh tay. Tiếp Dương, sếp kiếm tôi là vì mấy cái chuyện lặt vặt này. Thật ra còn có chuyện muốn hỏi cô. Trong vụ án của Hà Anh Minh, lúc chúng tôi tới hiện trường, con chó con mà anh nuôi đã bị mất tiêu. Biết đâu chị nhìn thấy chủ của nó bị giết, sợ quá cho nên bỏ chạy. Cô nói là không quen thân với nạn nhân, tại sao lại biết con chó của anh nuôi tên là Chi Chi? Anh có nhắc với tôi cho nên tôi biết. Có gì là lạ? Phải, vậy thì phải ha. Nhưng mà như vậy, tôi đã có hỏi qua cửa tiệm bán thú yêu Chi Chi cho kẻ chết. Họ nói Chi Chi thiệt là trung thành và thiệt có nghĩa khí, quyết không có bỏ chạy như vậy. Cho nên tôi đã nghi ngờ là hung thủ đã dẫn đi Chi Chi. Bị hung thủ dẫn đi, vậy thì thế nào? Như vậy thì quan trọng lắm. Nếu như để cho tôi kiếm được Chi Chi thì tự nhiên sẽ kiếm ra được hung thủ. Và ông trời đã không phụ lòng người, rốt cuộc cho tôi kiếm ra được Chi Chi. Anh kiếm được xác của Chi Chi? Sao cô biết tôi kiếm ra được xác của Chi Chi? Cô Hồ, tôi không những kiếm ra được cái xác của Chi Chi, còn kiếm ra được hung khí giết người. Và trong kẽ răng của Chi Chi có tế bào của thịt người. Nếu như tôi đoán không sai, tế bào thịt người này là phải ở lúc Chi Chi vì bảo vệ cho người chủ đã cắn trúng hung thủ để lại. Cô Hồ, bây giờ khoa kỹ tiến bộ, chỉ cần lấy một chút thịt người đi khám DNA, chúng tôi sẽ biết được hung thủ là người nào. Tôi tin rằng cô không cần tôi về xin lệnh kiểm soát thì cô mới chịu đồng ý cho tôi coi là vết thương bị Chi Chi cắn ở trên cánh tay của cô. Không sai, Hà Anh Minh là do tôi giết. Nhưng mà cái thứ lưu manh giống như hắn, hắn chết là đáng đời. Trong cái ngày Phương Thứ Chi tới kiếm người đó để đàm phán, thì tôi đang ở trong nhà của cái tên đó. Ở trong phòng nghe họ gây gỗ với nhau. Sau đó Phương Thứ Chi bỏ đi. Tôi ra ngoài phòng khách để đàm phán với cái tên đó. Tôi cho hắn biết tôi không muốn ở chung với hắn nữa. Tôi hứa cho hắn 100 ngàn, coi như là tiền chia tay. Rồi thì đưa tiền cho hắn, cầm đi. Ai ngờ hắn thiệt là tham lam. Nói là nếu tôi không trả thêm 100 ngàn cho hắn, hắn sẽ tung ra sự quan hệ của chúng tôi với giới truyền thông báo chí. Tôi giận quá, tiện tay lấy một món đồ đập lên đầu của hắn. Ai ngờ con chó chết giống như nổi điên lên, phóng tay để cắn tôi. Nên tôi đánh nó chết, luôn tiện để khác con chó với lại hung khí ở trong túi chó, lái xe tới bãi biển. Nhưng tôi thực sự không ngờ đã để cho anh kiếm được xác của con chó. Đúng là lưới trời tuy thưa, không sót một ai. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại nghi ngờ tới tôi. Vậy thì phải cảm ơn mấy tạp chí tào lao này. Hôm xưa cô người mẫu đồ kiện kẻ chết đã lấy chụp hình cổ trong phòng thay đồ, thì ra đó chính là người tạo mẫu công ty của cô. Tại sao cổ không tố cáo kẻ chết chứ? Thì ra do chính cô đã giở trò. Cô đã vì kẻ chết làm bao nhiêu chuyện, đủ biết là cô và ảnh không phải là bạn bè đơn giản. Cũng tại cái máy lạnh bị bà báo hại. Nếu không phải máy lạnh bị hư, tôi không có để lộ sự sơ hở. Tôi thiệt phải cai trị hết người có bộ tu sữa. Nếu không có máy lạnh, có lẽ cái máy lạnh không bị hư. Có thể chỉ là cô quên mở công tắc thôi. Thì ra là anh. Nhiệt độ trong tiệm cảnh sát sẽ giữ 25 độ rưỡi. Cô có thể mặc áo choàng và có thể không mặc. Và nếu như không chê bai, có thể mượn cái áo của tôi mặc. Thử hỏi có phải tức hay không? Cái thằng Dư Tư Lãng nè, thật là báo hại mà. Đã biết không thổ giết người là một kẻ khác, không báo với tôi trước
báo hại tôi bị mất mặt trước hội chiêu đãi ký giả. Thì cũng giống như anh, xém một chút bị con hình trinh trinh báo hại. Nói thiệt cái bà được rửa này, cứ coi mình là thành long phái nữ, độc hành độc đoán, không có chịu nghe lệnh. Cũng may là lần trước vợ chồng ông Châu không sao. Nếu như không, tôi sẽ phải theo nó bị giáng chức. Cái thằng giữ tay tôi càng quái đản, nhìn thấy máu là ngất xỉu, làm sao mà kêu ra ngoài làm việc. Cái con giữ hormone tôi càng bậy, nó thèm lấy chồng đến đổi bị điên, cứ nổi chứng lên, nhìn thấy là chứng mắt. Nhà là cũng có nỗi khổ của nó. Nếu mình nhập bọn với quỷ quái này, đi hội đi xa lắc xa lơ, như vậy thì khỏi phải bị chứng mắt. Theo tôi thì đem hết đám quỷ quái này lưu đày hết sang biên cương. Lưu đày biên cương? Nè, cũng không phải là không có cách. Phải, đúng. Department Investigation Attention. Yes. Tiếng Anh nói tắt là D.I.A. Tên mình kêu là chi nhánh điều tra hung án đặc biệt. Là chi nhánh điều tra gì đây? Là chuyên môn điều tra những dữ kiện hung án đặc biệt. Nhưng mà D.I.A. thì là đai là chết. Thì cũng là một cái tên. Thanh nữ còn trẻ, đừng có quá mê tín. Anh không biết, muốn điều tra những vụ án hung sát khó khăn thì nhất định phải tuyển chọn ra một đám tinh anh mới có thể đảm đang được. Cô hoàn toàn phù hợp với yêu cầu nghiêm ngặt của bộ môn này. Đem cô điều tới bộ môn này thật là một quyết định sáng suốt. Hãy tin tôi, anh tới bộ môn này thì bảo đảm anh sẽ được phát nhiệt phát quang, làm rạng danh cảnh đội. Chứ hả? Nhìn ngang nhìn dọc không có chỗ nào giống tay cảnh sát. Phân bộ điều tra hung án đặc biệt. Thiêm Hài xin hỏi DIA ở lầu mấy hả? Tiếng ai mà nghe quen tai quá. Không bị xui vậy chứ? Là cô. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.